Chào nhau quay trở lại với kênh của tôi nhá. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với video tiếp theo về con game FIFA hay bà như vậy. Thế thì chúng ta có lẽ đây sẽ là cái video đầu tiên của tôi mở bát cho năm 2023 anh em nhé. Sau một cái kỳ nghỉ Tết khá là dài, hôm nay đã mùng 10 rồi, hôm nay coi như là mùng 10 rồi. Thời điểm mà tôi đăng video lên là mùng 10. Thì cũng phải nói luôn với anh em đó là tôi được cái tôi lười chơi game. Cho nên là anh em đợi video của tôi là hơi lâu. Thế thì hôm nay nói luôn với anh em đó là hôm nay tôi anh em nhìn thấy gì chưa? Anh em nhìn thấy gì đấy không? Tôi có chuột anh em ơi. Bởi vì con FIFA này ấy, nó là con FIFA mà tôi mới mua ở trên PC. Tôi mới sắm PC và tôi đã mua trên PC rồi. Lại mất mấy trăm nghìn cho con FIFA. Nên chúng ta tiếp tục career mode thôi nhờ. Tôi kết nối cả tay cầm rồi cho nên là giờ nó khá là ngon nghẻ. Chúng ta có cả tay cầm, có cả bàn phím. Chơi mẹ bá đạo thiên hạ luôn. Kit number số 7 anh em nhá. 7 thôi. Position goalkeeper anh em ơi. Goalkeeper chắc chắn rồi. Giờ tôi chơi mẹ mày kết hợp phối kết hợp luôn. Goalkeeper và coi như là gì luôn. Thôi tên chúng ta để thế đi nhỉ. Hay đổi tên không? Đổi tên không? Đổi tên là gì bây giờ? Bởi vì là tôi chơi phiên bản trên máy tính ấy, cho nên là cái dữ liệu ở trên PS4 của tôi nó không còn nữa. Cho nên là video này nó sẽ là goalkeeper mới nha mọi người. Tên tôi để đấy đi cho đỡ lằng nhằng. Advent thôi nhá. Paris à? Chúng ta đổi gió trên Paris đi nhỉ? Cũng được đấy. Paris có anh Mbappe các kiểu. Advent thôi. Vào nhanh thôi. Đương nhiên rồi, professional. 4 phút. Tất cả các thứ bật lên. Ok, Advent thôi. Chúng ta vào anh em ơi. Để tôi xem là coi như là phiên bản trên PS4 và phiên bản trên máy tính này thì có gì khác nhau không? Nhiều anh em hỏi tôi là chơi cái chế độ này có cần wifi không ấy. Thì tôi nói luôn với anh em là không cần anh em nhá. Chúng ta chơi không cần wifi nhá. Đây rồi. Xem tình hình là tôi đâu. Không phải thằng này rồi. Neymar này. Mẹ anh Neymar đấy. Tao muốn coi như là giới thiệu cho chúng mày một thằng thủ môn mới. Thôi, skip nha. Skip trò nhanh. Xem bao nhiêu lần rồi. Advent thôi, nó vẫn như mọi khi thôi. Đúng 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 đúng, tôi tưởng tôi chọn nhầm chế độ mẹ. Select thôi. Mấy cái decision và shopping này nó không có ý nghĩa gì lắm anh em nhỉ. Nó không có ý nghĩa gì lắm đối với cái cầu thủ ấy. Nó vào thôi. Khổ, nhiều anh em cứ comment coi như là hỏi han mà tôi không có dịp tôi trả lời được. Cảm ơn anh em nhá. Mà không hiểu sao mẹ tự nhiên mấy video của tôi tự nhiên được lên lên lên, lên gọi là lên gì? Gọi là lên cái gì đây, gọi là có đề xuất à? Mẹ sắp tăng kinh quá. Event rồi. Sắp tăng mẹ, hình như là tăng được 100 sắp trong vòng một tháng vừa qua thì phải. Kinh thật. Tốc độ phát triển quá kinh luôn. Chúng ta có luôn một trận đấu đối với Barca như vậy. Vào thôi. Tốc độ tăng trưởng kênh của tôi mẹ, kinh khủng luôn. Chúng ta chưa chưa được đá chính, chúng ta mới chỉ đá phụ thôi. Anh em thấy có kênh nào mẹ coi như là tốc độ tăng trưởng như kênh tôi không? Ấy da, đồ họa tốt đấy nhở, ổi đẹp đấy chứ. Anh em nhìn đồ họa LED không? Úi xôi ôi, trông có vẻ khác xa trên PS4 nhở. Trông nó có vẻ nó tỉ mỉ hơn đấy. Kỹ lưỡng hơn đấy. Vì máy tôi mạnh mà anh em. Các anh chuyển cho em ngay. Các anh vào kèm thằng kia ngay. Mày không sút được đâu con ơi. Nào này.
Tôi chết rồi. Chặn nó lại ngay. Tốt. Đồ họa có vẻ chi tiết cao hơn so với phiên bản trên PS4. Tôi bắt đầu rồi. Phiên bản trên PS4 của chúng ta, theo tôi thấy thì nó bỏ mẹ tôi rồi. Đang mải nói chuyện. Đã bảo phiên bản trên PS4 xấu hơn. Khổ. Các bản máy tôi nó mạnh anh em. Máy tôi mạnh mà tôi để cấu hình cao mà. Tốt anh ơi, chuyển cho em ngay. Để em trả thù lại. Để em trả thù lo cái. Anh ơi, giữ bóng lại. Chọc khe cho em. Ui xôi ôi. Còng này. Đã nước đường chuyển của mình à. Verratti. Sao tôi đã dịch chuyển tức thời về đây rồi. Đâu anh nào chuyển bóng cho em ngay. Verratti sút đi anh. Sút thôi anh ơi. Tốt. Chuyển lại đây ngay. Có anh em nào fan của đội Barca kia không? Anh em nào fan của đội Barca thì bắt đầu coi như là khóc đi rồi nhá. Chuyển cho em ngay. Chuyển cho em ngay. Chuyển cho em này. Tốt. Tốt anh ơi. Chuyển đi. Thằng MP nó sang bóng quá anh em ơi. Thằng MP này nó nổi tiếng, nó chơi cá nhân mà anh em. Tôi về ngay đây. Các anh đợi em về đấy nhá. MP nó nổi tiếng, nó chơi cá nhân mà. Chúng mày định, mày định chuyển cho ai? Thằng kia cả thế, thằng kia đứng ở cửa mà không biết chặn à? Skip ngay. Bỏ mẹ tôi rồi. Này mẹ, coi như là hết mẹ tin tưởng của thầy. Thầy gọi thầy gì? Thầy của cái đội này gọi là thầy gì? Thầy huấn luyện viên. Chuyển cho tớ. Chuyển cho tớ cơ mà. Tốt. Chuyển lại tớ đây, chuyển lại tớ đây. Tao không điểm đấy con ơi. Ôi. Tưởng thế nào. Mỹ. Nó sút lên rồi. Tốt anh ơi. Chuyển về đây ngay. Có khi là cho anh kia ghi bàn thôi. Cho anh kia ghi bàn đi. Mình đỡ bị áp lực về bàn thắng. Chuyển đây con. Ôi dồi ôi. Vào đây anh. Anh xin nhá em nhá. Tốt anh ơi. Vứt ra rồi. Mẹ. Chữ gì đã hết giờ rồi. Mình không được best player à? À, tôi xem qua bảng xếp hạng cái. Trừ 5 điểm thôi, không sao hết. Standing. Có chuột mà xong dùng chuột nhỉ. Cái này có vẻ nhanh hơn so với trên PS4. Các thứ tương tác nhanh hơn đấy. Mình đâu? Mình đang âm điểm mà. Thằng Liver đang đứng đầu nha mày. Thằng Liver cút rồi đấy con ơi. Trận tiếp theo luôn. Bayern à? Ui, toàn đội mạnh vậy. Toàn đội mạnh này xem mới sướng chứ. Chúng ta có không đều và tôi vào sân phút 80. Đợt trước thì tôi quay trên PS4 nhìn nó không được ngon nghẻ cho lắm. Không biết là này quay trên này nó có ngon nghẻ hơn không. 6.5 nhá. Hai bàn. Không để thua hai bàn. Ok. Skip rồi. Các anh chuyển cho em đây. Để em lên 6.5 cái nào. Đội này đỏ đấy chứ. Đội Liverpool này đỏ đấy chứ. Sao nó cứ có cái thói quen dẫn bóng ra biên rồi đéo nhỉ. Bỏ mẹ rồi. Ui. Tốt. Tốt. Chuyển cho tới ngay. Mẹ thằng kia chuyển ẩu quá.
Thằng kia chuyện ẩu quá mẹ. Tại thằng kia anh nhá. Đang triển khai chiến thuật tấn công mẹ. Chuyển về đây ngay. Chuyển về đây ngay. Thằng Pape kia. Về ngay. Về ngay. Không có mình thì không ổn. Khó về đấy. Tốt. Tầm nhìn tốt đấy anh ơi. Này anh này chạy đi. Có em chạy ở trong này. Tốt anh ơi. Nào này. Một vẽ ra rồi. Về ngay. Well, this game is ebbing away and the situation currently not good for PSG. Sút đi em. Anh sẵn sàng rồi đấy. Anh sẵn sàng rồi đấy. Tốt anh ơi. Bắt. Anh xin phép ạ. Thằng kia chuyện đọc quá. Kylian Mbappé này. Mình có vẻ chạy hơi chậm thì phải nhỉ. Tốc độ của mình đéo nào nhỉ. Nào này. Nào nữa không. Ủa mẹ rồi. Cướp. Tốt. Gà lắm em ạ. Gà lắm em ơi. Mẹ để nó xoạc thế em. Tốt em ơi. Pape chuyển lại ra. Này. Đừng chuyển cho tớ nhá, tớ việt vị nhá. Nào này. Sao mình cứ lờ đờ sau lưng nó nhỉ. Tốt em ơi. Đi ra. Mẹ nó xoạc nhanh quá. Mẹ thằng này chứ bẩn ông này. Quấy nó không xoạc mình ăn bàn rồi đấy. Sao mình nhận về đây rồi. Chúng ta xuất phạt chứ. Vào không. Chả nhìn thấy cái đéo gì cả. Gì đây. Tôi tự chạy về anh em ơi. Tôi không động cái gì luôn. Sao lại tự nhiên đi chạy về này. Tôi muốn bị óc chó à. Chuyển về tớ đây. Bạn kia đi ra. Chuyển cho mình để mình sút. Chuyển. Tốt. Mẹ nó cứ đuổi mình về vậy. Anh xin em nhá. Fabian. Tốt. Thôi phần này tôi nghĩ là tôi sẽ bị trừ còn như là 10 điểm. Xem có được trừ 10 điểm không nào. Advance cái. Ui xôi 5 điểm bộ ạ mì ạ. Tốt. Ôi lên level vào chưa. Ôi có 6 skill point này. 6 giờ kim point thì mày đi rồi các em ơi. Thêm vào tốc độ đi. 6 giờ kim point thì mày đi rồi con ạ. Rồi thêm cái này vào. Ui cái mày bị lỗi cái chọn này nhá. May mà còn có chuột hỗ trợ đấy. Chúng ta advance thôi nhỉ. Sắp hết mẹ độ tin tưởng rồi kìa. Cố gắng mục tiêu đó là tập sau chúng ta sẽ được đá chính nhé em ơi. Chúng ta mà đá chính thì coi như là sẽ mẹ gai cấn hơn. Đội mình đang thắng 1-0 nhé. Cố gắng bảo tồn. Khó chuyển về cho tớ. Tẩu quê cho tao. Đội bạn choáng ngay. Cái gì cơ? Khó về đây. Ui cong thế nhở. Cong đấy chứ.
Nào, thủ môn mẹ trên chân mà. Tốt anh ơi. Này, chuyền cho tớ. Tốt. Sút tiếp bạn ơi. Tốt. Mẹ, đơn giản thôi mà. Phối hợp này. Ui xôi, đường chuyền mẹ. Đường chuyền tôi kinh quá. Đường chuyền tôi mẹ lét luôn. Về đây. Thì cứ phải có mẹ mày. Tôi thì mới xử lý được. Tốt anh ơi. Ai da. Chặn nó lại. Đợi em về đã nhá. Đợi em về hãng sút anh nhá. Ui giờ sút gà quá. Đánh nhau đi em. Tốt. Chuyển ra đây. Chuyển ra đây Pepe ơi. Sao lại chơi cánh bên đấy nhở? Tốt cậu ơi. Tốt cậu ơi. Giật lại. What's the keeper doing nhỉ? What's the keeper doing nhỉ? Martinez. Cướp 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 cướp. Cướp. Slipshod passing. Ai ra cho chết rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Tăng tốc độ rồi cơ mà. Tăng tốc độ rồi cơ mà. Tốt anh ơi. Chuyển về đây. Hay thế nhở. Chọc khe cho tớ không. Ôi dồi ôi. Cong quá. Nào thằng con trắng kia chuyển cho ai nào. Vào tranh. Vào tranh ngay. Tổ quên ngay. Tao kèm thằng này nhá. Tao kèm thằng trắng này nhá. Đấy chưa. Đội bạn mẹ coi như là lóng ngóng ngay. Này. Anh em thấy tôi làm bóng hay không? Đừng bóng, đừng chuyển tới nhá. Tớ viết vị. Chuyển đấy, chuyển tới đấy. Chuyển tới đấy. Ôi giời, ra sao đấy. And the upshot of that is offside. Well, he needed to look elsewhere because the flag was always going to go up. Ôi giời ơi, thế sao rồi. Làm trận nữa nhanh em nhé. Trận này tôi có được coi như là 6.5 không nhỉ. Trận này mình ghi bàn mà. Đây này, 7.0 này. Kinh vãi. Bảy chấm không cộng 25 chứ không phải đùa đâu. Ui kinh quá, kinh quá. Chúng ta làm trận ngay. Trận gì đây? Ui giời, đội đéo gì đây? Đội này đéo có tên tuổi anh em ơi. Đội vớ vẩn, đội khởi động, đội vui vẻ, đội không có tên trên bảng đồ luôn. Substitution nào. Anh gì ra nhá. Sao mình lại vào thay cho một thằng cầu thủ nhỉ? Đéo hiểu là. Mình phải thay cho thủ môn chứ. Nào, chuyền đi đâu nào? Chuyền đi đâu nào? Chuyền đi đâu cho khỏi nắng? Chuyền cho tới chưa? Tốt. Tự tin không? Tự tin mà. Ui, dù tự tin quá. Nào này. Nào được không? Tốt. Nào này. Mẹ đen quá. Mẹ tôi đen quá. Sút 3 quả nếu vào. Chuyển về đấy. Quả đầu tiên là sút mẹ mày power shot nhá. Quả thứ hai là sút sút xoáy nhá. Quả thứ ba có vào không? Ôi dồi ôi. Tuyệt vị sao? Đùa chứ cái game này cứ mỗi lần mẹ nó sút cái gì là nó đuổi mình về. Bực quá. Vào rồi. Đơn giản thế nhở. Trong khi mình sút thì đéo vào.
Marquinhos à? Đơn giản quá Marquinhos ơi. Có hậu phương vững chắc cái các anh nhẹ ghi bàn cứ tầm tọp rồi. Chuyển về. Chuyển về ngay. Tao không điểm đấy đâu. Có nhìn tới không? Messi đâu? Cho phối hợp với Messi cái nào. Cái tầm Messi thì cũng phải làm bóng cho tao rồi. Nào này. Bắn thẻ vàng ngay. Đừng có lao vào chúng tôi. Đừng có lao vào chúng tôi. Chuyển về đây. Chuyển về đây cho tớ. Chuyển về đây cho tớ mà. Cậu kia, cậu 18 kia nhìn tớ không? Chuyển về đây cho tớ. Để tớ coi như là mẹ mày thể hiện kỹ thuật tí. Tốt anh ơi, chuyền cho em, chuyền cho em, chuyền cho em. Chuyền cho em chứ. Cơ hội ghi bàn phải chuyền cho em chứ. Nào. Tốt. Tôi bảo chuẩn bị sút đây. Ai dạ. Bây giờ để ý mình cùng màu áo với đội bọn nó anh em ơi. Mình có thể trà trộn. Nào thằng kia ra đây. Tao không đi được đấy đâu. Mày đã cướp tao kinh quá. Bỏ mẹ tôi rồi. Việt vị ngay mẹ. Khó mà. Khó mà. Chuyền ngay mất bóng giờ. Ôi mấy anh này gà thế. Chuyển lại cho em. Tốt thế nhờ. Anh gì đấy? Anh gì đấy? Thôi coi như là trận này mình không tham gia được trên đấy rồi. Phòng tuyến trên đấy mình xa quá, mình không lên được. Hết giờ rồi. Ôi xôi ôi. Mấy điểm nhỉ? 6.8 thì phải. Cộng 15 ngay. Objective cuối cùng là objective gì mà mình không đạt được nhỉ? Save to goal. Get a save to goal consult. Là cái đéo gì? Đéo dịch được. Đéo dịch được thì bỏ qua thôi. Ui, chữ xanh vậy. Chữ xanh thế nhỏ. Sắp lên level anh em ơi. Từ tôi xem standing cái. PSG đứng thứ hai ngay. Đây là League One đéo gì đấy. Thôi tôi làm trận nữa đây. Đầu năm làm trận nữa cho nó phấn khởi. Đội đéo gì đây mẹ. Đội giải của nước Pháp mình không biết mấy. Làm 5 trận luôn mẹ. Đầu năm phấn khởi quá. Substitution nào. Chuyển về cho tớ. Hôm nay mình mặc áo trắng à các anh? Này mặc áo trắng à? Nào này. Ui xôi ôi trượt. Nice try ngay. Quả đấy sút vào là kinh đấy. Giải của Pháp này cái bảng tỷ số nó sẽ kiểu to to vậy. Sút đi cậu. Cậu áo xanh cậu sút hộ mình cái. Khó về đấy. Khó về cơ mà. Under 5 minutes left to play à? Under 5 minutes left to play. Mình có nên về không nhỉ? Thôi mình ở trên này đi. Các anh tranh được ngay mà. Tranh cho em. Tốt. Hay thế nhờ. Clearly outside nó có đau tôi không? Clearly. Nào cho mày sút đi. Sút thôi em cái. Sút em cái. Nào. Chuyển vào đấy. Bắt ngay. Chuyển cho tớ.
Dê cái đéo gì. Tốt anh ơi. Phối hợp này. Từ nhá, em đang lên rồi nhá. Ui, anh kia chuyển gà quá. Cướp lại cho em. Tốt anh ơi. Tốt anh ơi. Này, có chuyện được không? And I think unfortunately for him, the less said about that attempt, the better. Well, he had a lot of options there, but he's chosen the wrong one. That was a poor effort. Cướp anh ơi. High pressure cho em. High pressure ngay. Mình chạy hơi chậm nhở. Nè, mình chạy hơi chậm thì phải. Tôi mà chạy nhanh như tí nữa thì chúng nó mẹ coi như là hít mẹ khói luôn. Tốt anh ơi. Mày chạy nhanh bằng tao không? Nào này, 8.0 nhẹ nhàng như một cơn gió. Xem lại cái. Ui xôi ơi mẹ. Khét quá. Chúng ta có bàn thắng rồi, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Cướp anh ơi. Chuyển cho em. Cút ra cho tao. Mẹ. Ây da. Nó nhanh quá. Nói chắc tình huống cuối cùng rồi. Chuyển về cho tớ để tớ sút nào. Nào này. Sút trượt quá. Frederic Gilbert. And now Giku. Cướp. Ui giời ơi, hết ra rồi. Khán giả mẹ máu. Khán giả mẹ sướng. Này. Chiếu lại luôn. Chiếu lại bàn thắng luôn. Thôi skip rồi. Thế nào? 8.1 hay nhất trận luôn. Best grade player ngay. Mẹ tôi chơi khá hơn đấy đúng không? Cộng 15 ngày. Sao cái thanh sắt này của mình nó cứ được cộng mấy lần mà sao nó vẫn thế nhở? Nó không cao lên mấy nhở? Thanh sắt hơi lạ nha. Ủa chơi trên máy tính nhìn mượt thật. Sướng thật. Thế thôi nha bạn ơi, chúng ta tạm thời đến đây thôi nhá. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nhá. Save and quit nhá.